Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life, được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bên cạnh tình trạng xuất tinh sớm thì xuất tinh muộn cũng là một tình trạng đáng lo ngại mà không phải ai cũng biết. Nguy hiểm hơn, nếu để tình trạng này kéo dài thì có thể dẫn tới vô sinh. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ Nguyễn Thành Luân, chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Vâng, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã đến với trường quay của chúng tôi. Xin chào Thúy Miền và xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Vâng, và tuần vừa qua thì chương trình có nhận được một câu hỏi của vị khán giả 42 tuổi sống tại Hải Phòng. Câu hỏi có nội dung như sau: khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, khi quan hệ tôi thường xuất tinh muộn so với trước, nhiều khi lâm trận phải hơn 30 phút tôi mới ra được, thi thoảng còn không thể xuất tinh. Vậy không biết là tôi bị làm sao và có giải pháp nào cho tình trạng này của tôi không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, và xin mời bác sĩ đưa ra lời giải đáp cho khán giả. Thứ nhất là đối với một cái tình trạng bệnh nhân 42 tuổi thì ở lứa tuổi 42 thì đây cũng là một lứa tuổi thường gặp phải tình trạng yếu sinh lý, và một trong những dấu hiệu của nó chính là tình trạng xuất tinh muộn. Thứ hai đó là ở bệnh nhân này chúng ta quan sát thấy một cái vấn đề, đó là thời gian mà bệnh nhân có quan hệ tình dục, tức là có kích thích tình dục lên đến trên 30 phút mới có thể xuất tinh được, và thậm chí là những trường hợp mà không thể xuất tinh được, thì đây cũng là những dấu hiệu chỉ điểm về tình trạng xuất tinh muộn ở bệnh nhân này. Đối với trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta lại quan sát thấy một con số cho câu hỏi của anh, đó là thời gian diễn ra cái tình trạng này đã hơn 2 năm rồi mà chưa thấy anh nhắc đến cái việc thăm khám và điều trị bác sĩ chuyên khoa ở đâu. Do đó thì cái lời khuyên đầu tiên của tôi dành cho anh đó là anh đã để tình trạng này kéo dài quá lâu rồi, và anh cần phải được khám và tư vấn điều trị bởi các bác sĩ chuyên khoa để tình trạng này sớm cải thiện. Và rõ ràng là lứa tuổi 42 vẫn có nhu cầu có đại tình dục rất là lớn, và nếu như gặp phải tình trạng này còn kéo dài hơn nữa thì rất dễ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của hai vợ chồng và hạnh phúc gia đình. Nên là anh nên đến thăm khám tại các cái chuyên khoa để mà tìm cho mình được cái phương pháp điều trị tích cực và hợp lý nhất. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất tinh muộn ở nam giới á? Bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả của chương trình được biết về cái vấn đề này không ạ? Về cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất tinh muộn ở nam giới thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà để chúng ta dễ nhận biết và thống kê thì người ta chia làm 3 nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất đó là những cái bất thường về cấu trúc giải phẫu, hay đơn giản chúng ta hiểu đó là những cái cấu trúc bị tổn thương của cơ thể người nam giới. Đó là những tình trạng như là dị dạng bẩm sinh ở đường miệng dưới. Đường miệng dưới chính là cái con đường mà tinh trùng sẽ đi ra ngoài để dẫn đến tình trạng xuất tinh đấy. Hoặc là cái tình trạng phẫu thuật, những cái biến chứng của phẫu thuật vào đường miệng dưới, ví dụ như phẫu thuật vào chỉnh hình lại cái đường miệng, hoặc là phẫu thuật vào tuyến tiền liệt. Đôi khi những cái phẫu thuật về khu vực tủy sống nó cũng gây nên tình trạng rối loạn về thần kinh và dẫn đến tình trạng xuất tinh muộn. Trường hợp thứ hai đó là cái tình trạng tâm lý, mà đây là cái nhóm nguyên nhân chúng ta hay gặp nhất. Những cái rối loạn tâm lý, những cái căng thẳng trong cuộc sống, và đặc biệt là cái tình trạng mà bệnh nhân bị trầm cảm, bệnh nhân gặp phải những cái sang chấn tâm lý thì cũng dẫn đến tình trạng rối loạn xuất tinh, mà trong đó có xuất tinh muộn. Và nhóm nguyên nhân thứ ba là một số thuốc điều trị, một số thuốc điều trị trầm cảm, điều trị tâm thần phân liệt, hoặc là thuốc điều trị huyết áp, đái tháo đường, vân vân, cũng có cái tác dụng phụ, đó là ảnh hưởng đến cái quá trình ham muốn cũng như là xuất tinh của người đàn ông. Do đó thì nó cũng là một nhóm nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất tinh muộn ở các bệnh nhân hay gặp phải. Vâng, và một phần không thể thiếu của chương trình đó là chương trình rất mong bác sĩ có thể đưa ra một cái lời khuyên cũng như là những cái giải pháp cho khán giả của chương trình về vấn đề xuất tinh muộn ở nam giới, được không ạ?
Cảm ơn em Trịnh Thị Miền. Trước khi đưa ra những lời khuyên và giải pháp thì bác sĩ xin chia sẻ thêm một chút nữa, đó là về cái tác hại của tình trạng xuất tinh muộn. Rõ ràng là đây không phải là tình trạng hay gặp giống như xuất tinh sớm. Tuy nhiên khi mà gặp phải vấn đề này thì lại để lại những cái sang chấn tâm lý rất là lớn đối với người nam giới. Nó ảnh hưởng xấu đến cái chất lượng cuộc sống của người nam giới. Chưa kể đến là cái tình trạng stress rất là nhiều trong công việc thường ngày, stress trong xử lý của mối quan hệ ở bên ngoài, khi trở về gia đình lại gặp phải một cái stress tâm lý như vậy thì ảnh hưởng rất là xấu đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh lý của nam giới. Do đó mà những cái yếu tố trên nó cộng hợp lại với nhau và làm thành một cái vòng xoắn, là người ta cứ áp lực tâm lý rồi người ta lại xuất tinh muộn, rồi người ta lại càng đè nặng lên cái áp lực đấy, người ta lại tiếp tục diễn biến bệnh như vậy. Do đó nên cái việc mà đưa ra một giải pháp hay một lời khuyên đối với các anh nam giới là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, mỗi một cái cá nhân lại có cái tình trạng bệnh và cái mức độ thể hiện nó khác nhau, nên sẽ không có một phương pháp chính xác nào cho mỗi bệnh nhân nếu như chúng ta chưa được thăm khám và nhận được tư vấn trực tiếp của các chuyên gia. Tuy nhiên thì cũng có những cái biện pháp chung để chúng ta phần nào cải thiện cái tình trạng xuất tinh muộn của các anh nam giới. Thứ nhất đó là về các cái thuốc, thì đến nay chưa có một cái thuốc nào được chỉ định chính xác để điều trị tình trạng xuất tinh muộn cả. Vâng, cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ rất là tuyệt vời cũng như là rất là chân thành cho vị khán giả vừa rồi. Vâng, và với những lời khuyên của bác sĩ Thành Luân vừa rồi thì hy vọng vị khán giả của chương trình sẽ sớm tìm ra giải pháp cho riêng mình và sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Và để được tư vấn kỹ hơn về các trường hợp bệnh cụ thể, quý vị hãy liên hệ theo số hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thành Luân đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Thúy Miền đã đồng hành cùng bác sĩ và xin chào quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Vâng, và nếu quý vị yêu quý chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một số nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.